chỉ như là chuyện vệ sinh hàng ngày vậy. Mùi quá. Tiếp đà tăng trưởng chóng mặt năm vừa qua, năm tới anh em khu massage sẽ tiến đến khách hàng khó tính hơn, đó là Mỹ to với mục tiêu 150 triệu đô la. Tôi làm được. Anh em thì tôi làm được không? Tôi kinh bạn. Rồi, có thành tích gì báo cáo tiếp đi. Đó là ngoài những thành tích kể trên thì năm qua bên này cũng khó khăn lắm anh ạ. Câu chuyện ở khách lúc có lúc không cũng thật là nan giải ạ. Tôi thấy nhân viên bên ông làm đều đấy chứ. Bà vẫn biết thì vẫn phải cho nó đi làm chứ anh. Kiếm được đồng nào thì kiếm. Mà dạo này khách cũng khó tính lắm anh ạ. Có hai ông, một ông béo, một ông gầy. Mà ông nào cũng muốn massage, một giờ đi xong. Ông gầy thì một giờ cũng được chứ ông béo thì chịu anh ạ. Thưa anh, có phải 2 giờ, phải 3 giờ mới xong đi. Thôi, bỏ tiếp đi. Thành ra nhân viên năm qua cũng biến động như cách vậy. Đầu năm thì đông như quân nguyên, cuối năm thì chả ăn được là bao. Đồng nạn của em cũng thế đấy anh ạ. Bây giờ mà có một nửa thôi thì các chú phải nghĩ cách mà giữ người chứ. Mà em cũng nghĩ cách đấy chứ. Lúc rảnh việc thì cho bọn nó nghỉ, đi muộn về sớm. Thỉnh thoảng còn xả trại đấy chứ anh. Xả chỗ nào mà sao chả xả sang bên anh gì cả. Bọn nó chê ông nhiều thôi. Cái gì mà nhiều lắm đâu. Thì ba chú, Mark và Mít xem thế nào cho anh em sang massage và giao lưu đi. Làm gì có thời gian đâu anh. Có tiền đâu anh ơi. Tiền đói lắm anh ơi. Thôi được rồi, cái vấn đề này sao năm. Thì giá lắm anh cũng cho. Vậy giờ mà anh cũng cho. Thì năm nay anh cũng cho vài đứa sang bên chú và còn gì nữa hả? Thì vẫn biết là thế, nhưng mà bọn nhân viên mới tinh thần nó dao động lắm anh ạ. Hay tưởng em đi, em thích sao thái lắm rồi. Cô thì nghỉ đi. Được rồi, cái vấn đề này sao nào anh sẽ. Thế anh cứ đợi nè. Đấy, vào đi. Em cho anh. Tại sao không bao bao đừng bỏ mà bạn nhau. Chạy qua đời bắt tay ra mày có ý gì. Làm gì anh cần thế rồi em sẽ bao cao. Chỉ là em qua bắt em được đâu. Vậy thì bao bao cao. Tình hình giờ làm sao. Tình hình năm qua bên chú thì nó như thế nào. Là bên em bận. Thật không thể tin nổi. Không thể tin được. Do chiếm được lòng tin của khách hàng, nỗ lực của toàn thể anh em, lực lượng nhân sự bên em có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Từ con số 5.000 người đầu năm lên từ con số 20.000 người, cùng con số 200 triệu đô la. Vừa số nghìn đời 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 sống nhân viên được cải thiện rõ rệt. Anh em đều đã mua được xe Căng Hải, là xe của bộ của tài xế riêng. Xe bộ đấy. Sao tôi không tính mục tiêu giảm cân không nhỉ? Đại đến mục tiêu đâu, nó đã nói mục tiêu đâu. Tiếp luôn. Trong năm tới, khu chợ biết của em đạt mục tiêu đạt doanh thu 200 triệu đô la. Lực lượng nhân sự đạt 30.000 người. Anh em nó đây, nó đây. Béo tròn, năm 35 tuổi, đủ vợ con, đông lên ngọt cơ. 35 tuổi, mà cơ chương trình, sao nó có. Chính nguyện. Mà cơ tiếp đi. Dạ nơi giá trưởng, thì cũng do nhu cầu khách hàng, nên việc bên em về nhiều lắm. Anh em tổ chức OTOL suốt, mà nó không có biết mà bán anh ạ. Bố thế còn gì nữa, bên massage người ta không có việc kia việc của việc này. Thì em có bảo không tốt đâu anh lừa đảo.
nhưng mà chẳng qua xã đoàn của mình ấy hỗ trợ anh em ở lại cũng không nở hơi nên anh em nhanh chăng ạ, chứ mất động lực lắm ạ. Đâu có, anh thấy vẫn hỗ trợ mì tôm mì cháo chứ còn gì nữa. Nhưng anh thì anh chỉ bảo là hơi ít thôi mà. Nhưng mà xa trưởng anh xem năm tới có chi hỗ trợ thêm anh em ở lại công ty không nở. Theo ý kiến cá nhân của em, anh hỗ trợ anh em thêm hỗ trợ đi phát xa chẳng hạn anh ạ. Thêm hỗ trợ anh nhập nhà hàng anh ơi. Cả hỗ trợ du lịch nữa anh ơi. Thế có cần hỗ trợ dọn nhà vệ sinh luôn để anh cho luôn tập thể. Dạ thưa anh thì anh em khu trợ mít của em sơ ca về không gian lắm anh ạ. Lực lượng nhân sự bên em tăng chóng mặt mà không gian không sợ lại chật hẹp. Anh xem năm tới bố trí cấp thêm cho bọn em ít đất để mở rộng khu trợ được không anh? Sao không bác đấy? Mà chẳng một ít năm rồi, bỏ đây. Thôi được rồi, thì vấn đề đất cát này liên quan đến nhiều ban ngành, cần xin chỉ kiểm tra ở nhiều cấp nên là chúng cứ từ từ và bình tĩnh. Sang năm anh hứa là anh sẽ hứa. Hứa đây em ạ. Toàn thể anh em nó có cả bên các khu mà lúc ấy không mắc vào. Làm tiếp lại. Lại dạ thưa anh sẽ trưởng. Báo cáo đi. Dạ báo cáo anh xã. Bên đầm mát trong năm nay trọng tâm vào thị trường Hàn Quốc. Và hàng trăm anh em được cử sang để thu thập phế liệu. Và con dân nữa đã chuyển về. Và dự tính năm tới thì bọn em sẽ đánh sang cả thị trường Camazoo nữa anh ạ. Thành tích tốt quá. Việt Nam. Chắc rồi, sao lại treo thưởng? Em đang cao gì đâu ạ? Cũng bình thường thôi. Công nát hôm nay là còn làm ăn có vẻ tốt đấy. Công nát thì cái tên. Dạ, bà nói anh sao? Tuy vậy nhưng mà bên em hôm nay thì anh em vẫn còn nhiều vấn đề khúc mắc. Vẫn chưa giải quyết được anh ạ. Chưa. Vì nó chưa nói là vấn đề. Bắt đầu nói đề vấn đề nó thường bắt đầu mới nói nó không mắc. Đúng rồi. Bà nói đến Hải nói. Thế nhưng mà bên em hôm nay thì anh em vẫn còn rất nhiều khúc mắc vẫn chưa thể giải quyết được.
sao lại không mắc? Nói thế chết không được giải thưởng đâu. Tôi vẫn phải nói chứ, đây là khúc mắc của anh em. Khúc mắc, khúc mắc, khúc mắc. Xong rồi, sai trưởng. Phát triển tốt vậy còn khúc mắc chi nữa. Sai trưởng nó có đấy đi. Phát triển tốt. Còn phát triển tốt rồi còn khúc mắc làm gì nữa? Hả? Dạ, báo cáo anh. Tình này bên em thì anh em bên em vẫn khúc mắc. Mấy lâu nay về vấn đề lương và thưởng. Lương thì đã chậm, mà thưởng thì đã cấp. Mà nghe nói năm mới sắp toàn còn hay được các đánh giá. Cho nên là làm tin là anh em càng thêm phần sao vậy? Nói phải đấy. Nó nói phải là phải ba xã viên nói chứ sao có thể nói. Phải đấy. Đúng rồi. Thôi nhỉ. Lương. Đây là vấn đề. Sa đà. Đây là vấn đề nhạy cảm. Sa đà ta nói nhiều rồi. Các anh còn quyết. Ừ. Em cũng bảo món như thế nhưng mà không tầng nào chịu lại. Thằng nào không chịu, chú bắn bỏ hết cho anh. Em bắn chúng nó để anh ra, bắn em mà, em không có ra. Thôi được rồi, cái vấn đề này sáng năm anh sẽ tính. Trời ơi, lại sáng năm. Lại sáng năm, tính mấy năm rồi đã xong rồi. Mấy năm rồi đã xong đâu. Trời ơi, báo cáo đây, báo cáo đây. Nay thì báo cáo, nay thì báo cáo. Mẹ thì chưa, chứ mẹ thì chưa. Bỏ qua đi. Ví dụ như người làm công việc ít, như người làm nhiều, người làm công việc quan trọng, khó khăn, cũng như người làm công việc bình thường, rồi công thức tính lại không hay nó đi về đâu. Năm tới đi xem nào cho nhân đỡ hoang mang. Cái này thì anh cúc đặng tính. Anh tính đi đâu rồi? Tính cho. Đã đặt tính rồi. Phát biểu của xã trưởng công bố cuộc thăng cuộc của chúng ta trong
không bảo là khu ghép trong quay sông dài khu gì khu gì phát biểu sao không đâu đâu đâu, đâu cứ loại từ lúc này đi xong rồi phát biểu loại nó tiếp. Này, qua phần báo cáo của các khu và dựa trên tình hình thực tế mà ta quan sát được, bằng tham, ta thấy rằng xã đoàn đoàn kết của chúng ta năm nay phát triển rất là tốt, tuy rằng cũng còn một chút khó khăn, thì anh em đã đồng cam cộng khổ để vượt qua. Mong rằng sang năm tới anh em giữ vững tinh thần đó, quyết tâm đó, nỗ lực đấy để xã đoàn chúng ta phát triển thêm vững mạnh và đoàn kết. Cuối cùng đến phần quan trọng nhất ngày hôm nay là phần trao giải thưởng. Tông nát ông già bên xin bên xin bên xin nát tông nát ông trời ơi. Và cuối cùng khu giành chiến thắng ngày hôm nay là chợ tông nát ông già khu ngân hàng nhà nước. Trục trặc về máy photo, máy fax, máy in thì ta xin công bố lại kết quả. Khu giành chiến thắng ngày hôm nay là toàn thể anh em có mặt tại Lóc Việt Chí Son ngày hôm nay. Và phần thưởng chính là một đêm ăn chơi thắng loạn tại Lóc Việt Luxury Chí Son. Nhạc lên, thắng loạn lên. Xem, 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 xem